8 căn phòng bí ẩn ở Song Ca Giấu Mặt tuần này sẽ lộ diện 4 giọng hát nào để cùng Song Ca với 4 nghệ sĩ khách mời? 4 giọng hát ẩn danh sẽ thể hiện những bài hát nào trong 8 bài hát của 4 nghệ sĩ khách mời mang tới? Tình yêu sâu kín cùng thương nhớ cho em. Nghệ sĩ khách mời sẽ chỉ nhìn thấy bóng dáng và lắng nghe ngẫu nhiên các giọng ca của 8 người chơi ẩn danh. Họ sẽ đưa ra quyết định lựa chọn người chơi ở căn phòng nào để cùng hát song ca bằng phán đoán và lý trí của mình. Chào mừng quý vị đến với chương trình Song Ca Giấu Mặt và cùng chào đón người dẫn chương trình của chúng ta, ca sĩ, diễn viên Bạch Công Khanh. Và Công Khanh thân ái gửi lời chào đến tất cả quý vị đang theo dõi chương trình Song Ca Giấu Mặt. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Song Ca Giấu Mặt do Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Long phối hợp với công ty Mega CS thực hiện, phát sóng hàng tuần lúc 21 giờ thứ bảy trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1 và phát lại vào 13 giờ ngày hôm sau trên kênh truyền hình Vĩnh Long 2. Và ở mỗi tập của Song Ca Giấu Mặt, chúng ta sẽ chào đón 4 khách mời cùng với 8 người chơi. Chương trình này được tạo nên từ những bài hát do các người chơi và khách mời mang đến. Bây giờ thì hãy cùng Khanh theo dõi một tiết mục khách mời. Thank you.
Thấy mùa hè với tiếng hát của ca sĩ Thanh Lan. Thanh Lan xin trân trọng kính chào quý khán giả trong trường quay. Xin chào bốn anh chị và tất cả quý vị khán giả đang xem truyền hình. Thưa quý vị, chị Thanh Lan cũng là một người trong ekip của chương trình và là chuyên viên thanh nhạc, người đồng hành và gắn bó rất là thân thiết với các người chơi trong chương trình này. Cảm ơn tiết mục rất là đặc biệt của chị. Thưa quý vị, ở mỗi tập của Song ca giấu mặt, chúng tôi sẽ chào đón bốn nghệ sĩ khách mời. Họ đến từ nhiều lĩnh vực khác nhau trong nghệ thuật. Và ngày hôm nay cũng khanh chào đón ca sĩ, nhạc sĩ Hoàng Bách. Xin được chào đón nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long. Xin được chào đón nghệ sĩ ưu tú Vân Khánh. Và xin chào đón ca sĩ Ngọc Liên. Xin chào bố anh chị ạ. Cảm giác ngày hôm nay của mình như thế nào khi mà quay trở lại chương trình? Rất hạnh phúc khi được quay trở lại chương trình. Và đặc biệt là gặp được các anh, các chị, những người mà bản thân Bách cũng rất là quý mến và đã có cơ hội làm việc với nhau trong những cái chương trình khác. Bây giờ là quay lại rồi, không có bỡ ngỡ nữa đúng không? Chút ít cũng có chút xíu kinh nghiệm và cũng mong rằng qua cái phán đoán của mình sẽ chọn được một cái bạn để phù hợp và mình hỗ trợ cho cái phần thi của bạn được tốt hơn. Sự trở lại này thì Ngọc Liên càng háo hức hơn, bởi vì Liên biết là mỗi tập đều cuốn hút những bài hát hay. Hy vọng là mọi người được chọn ra cái thí sinh mà mình tâm đắc nhất. Tôi rất hãnh diện tôi được ngồi đây. Và cái chuyện mà các anh chị, các nghệ sĩ được ngồi đây, đó cùng chung một niềm hãnh diện. Mong rằng hôm nay tôi sẽ có một cái may mắn. Tôi ngồi kế bên Bách, Bách sẽ chia cho tôi cái may mắn để tôi sẽ chọn ra một cái thí sinh hợp ca với tôi cái bài mà tôi rất là yêu thích. Cảm ơn chia sẻ của các khách mời và Khanh hy vọng rằng những sự kết hợp của quý vị cùng với các người chơi sẽ thật là đồng điệu nhất trong Song ca giấu mặt lần này. Cảm ơn các khách mời rất nhiều. Và như Khanh đã chia sẻ, mỗi khách mời khi đến với chương trình sẽ mang theo hai bài hát và đăng ký các ca khúc này trước với chương trình. Và họ chọn ra hai người chơi để song ca. Tám người chơi, mỗi người đến đây cũng sẽ chuẩn bị cho mình một ca khúc. Các ca khúc của người chơi sẽ được sử dụng sau khi chúng ta có kết quả sau cùng. Hai người chơi nào nhận được bình chọn cao nhất từ phía khán giả tại trường quay, chúng tôi sẽ lựa chọn ca khúc của người chơi có phần trăm bình chọn cao hơn. Bây giờ thì hãy cùng Khanh chào đón tám người chơi ngày hôm nay. Mời. Thưa quý vị, cùng với 8 bóng dáng mà chúng ta đang thấy, chúng tôi sẽ tặng thêm một đoạn thu âm mỗi giọng hát của các người chơi. Và các nghệ sĩ khách mời, chúng ta sẽ phải căn cứ vào những đoạn thu âm sẵn này để ướm vào những bóng dáng mà quý vị cho là nó thích hợp với nhau nhất. Xin mời quý vị cùng lắng nghe. Làm gì có ai thương em như vậy, có ai cần em đến thế. Phải. Cánh phượng hồng ngẩn ngơ, mùa hè đến trường, khắp nỗi nhớ trên cây. Chờ hết cho người, chờ luôn mất môi nụ cười, chờ sống đời con.
giống bà Liên vậy. Cả một trời yêu bao giờ trở lại, ôi ta xa nhau tưởng chừng như đã. Số 8, số 4. Dù sóng bướm xanh đó đừng phủ nghĩa tàu khăn, đêm luôn trong tình nhạc, ngày mỏi mòn như đá dòng phu. Đường xưa quen lối, tình rồi người mang, tình duyên trăm mối, một kiếp đã đoạn. Để em được sống vô tư như một bông hoa giữa bầu trời kiêu sa, cho anh thôi mệt mỏi nghĩ suy. Cho nhau cởi áo qua đầu, phủ lấy thân nhau dù nắng mưa dài dầu. Ngọt ngào quá. Thưa quý vị, Khanh sẽ giúp cuộc chơi của chúng ta bắt đầu bằng cách lựa chọn ra nghệ sĩ đầu tiên bước lên sân khấu biểu diễn. Người đầu tiên Khanh mời lên sân khấu chính là... nghệ sĩ ưu tú Vân Khánh. Chị mang đến bài gì vậy ạ? Vân Khánh sẽ đem đến chương trình hai bài mang âm hưởng dân ca luôn, Bắc và Bắc Trung Bộ. Hoa Cau Vườn Trầu của nhạc sĩ Nguyễn Tiến và Ca Dao Em Và Tôi của nhạc sĩ An Thuyên. Bài nào cũng rất là hay, rất hứa hẹn ạ. Không biết chị Vân Khánh sẽ hát bài nào trước? Hoa Cau Vườn Trầu là hát với Nam, anh lên đường, phải không? Chị sẽ hát Hoa Cau Vườn Trầu trước. Chị Vân Khánh có 10 giây để suy nghĩ và đưa ra quyết định lựa chọn căn phòng. Thời gian của chị bắt đầu. Xin mời chị. Căn phòng số 1. Bây giờ sẽ là Hoa Cau Vườn Trầu. Mời quý vị thưởng thức. Để hoa cau rụng trắng đêm trăng.
Nhà anh có một vườn cao, nhà em có một vườn trầu. Chiều chiều nhìn sang bên ấy, hoa cau bên này, rụng trắng sân nhà em. Anh lên đường, mẹ xin nắng trầu nhuộm áo cho anh. Một là trâu xanh. Mời quý vị khán giả tại trường quay bắt đầu bình chọn cho tiếng hát của chàng trai này. Và mặc dù đây là tiết mục song ca, nhưng mà các khán giả tại trường quay sẽ chỉ bình chọn dựa trên tiếng hát và phần biểu diễn của người chơi mà thôi. Quý vị sẽ có 10 giây, nếu như chọn nhấn phím A, không chọn thì nhấn phím B. Thời gian của quý vị bắt đầu. Cảm ơn quý vị khán giả rất nhiều ạ. Bây giờ thì hãy cùng Khanh làm quen với chàng trai này. Xin chào anh. Vâng ạ, và đầu tiên cho phép Hữu Phạm xin được gửi tới lời chào tới bốn vị khách mời cùng MC Bình Công Khanh, cùng toàn thể quý vị khán giả ở trong hội trường, toàn thể của khán giả đang theo dõi trên truyền hình ạ. Xin chào anh Hữu Phạm. Hú hồn luôn, hú hồn luôn. Nãy ngồi dưới nghe trên này có ba người nam hát, không có ai hát cái giọng này trơn cũng lo, đúng không? Hên quá. Hát cũng ngọt ngào quá trời luôn mà. Cảm ơn chị Vân Khánh ạ. Bây giờ anh Hữu Phạm sẽ nghe những chia sẻ của các khách mời còn lại. Anh Kim Tử Long ơi, anh chỉ nói một điều thôi. Em khi mà em hát cái bài này đó, thì những cái người mà người ta nghe về dân ca Bắc Bộ á, người ta sẽ rất là thích. Tại vì người Bắc phải ca giọng trầm như vậy á, thì thể hiện cái bài này nghe nó mới rất là đã tai. Em lợi thế, em có cái giọng đó và em ca với lại Vân Khánh á, hai cái giọng nó rất là quyện với nhau. Cảm ơn chia sẻ của anh Kim Tử Long ạ. Bây giờ chúng ta sẽ nghe chia sẻ của anh Hoàng Bách. Xin chào Hữu Phạm. Chào anh. Chúc mừng bạn và chị Vân Khánh đã có phần trình diễn. Bách phải nói đây là phần trình diễn. Vì từ đầu đến cuối nó rất là ăn ý, rất là ngọt ngào. Khi bạn cất giọng lên thì thực sự Bách cũng giống như anh Kim Tử Long ạ. Bất ngờ có một cái giọng bass với người Việt Nam mình thì giọng baritone bass nó rất là hiếm và nó cũng gây ấn tượng ngay từ đầu. Nó làm cho Bách nhớ đến những người bạn đã cùng hát chung với Bách cách đây nhiều năm. Và cái tình cảm bạn đặt trong cái bài hát này, nó thực sự nó rất là hợp. Khi nghe cái phần song ca này thì rõ ràng là mình tưởng tượng đây là một, đúng là một chàng trai sắp đi lính. Và cô gái đang rất quyến luyến cái tình cảm của chàng trai đó. Rất may mắn hôm nay cho chị Vân Khánh là chọn đúng được một cái đối tác mà Bách nghĩ là nó hoàn hảo cho cái bài hát này, cho phong cách của hai người ngày hôm nay. Chúc mừng chị và chúc mừng Hữu Phạm. Tuyệt vời. Cảm ơn chia sẻ của anh Hoàng Bách ạ. Bây giờ chúng ta sẽ nghe chia sẻ của chị Ngọc Liên. Ủa giờ mình nói là như trên được không? Hai người nói hết rồi. Thì bây giờ mình chỉ nói thêm chút xíu nữa thôi là em ra tác phong của em, trời ơi, lịch lãm, đứng sáng với lại chị Vân Khánh luôn. Mà cái bài này lúc mà Vân Khánh hát lên một cái á, là chị cũng đang tò mò coi em có đáp lại được với chị Vân Khánh hay không. Mà thật sự cái sự hỗ trợ của chị Vân Khánh đã giúp cho em rất nhiều trong ngày hôm nay, để mà em có được một đêm thật là tỏa sáng. Chúc mừng em. Xin một câu nữa được không ạ? Tại vì lâu lắm em mới nghe lại chị Vân Khánh hát. Thực sự là cái phong độ thì nó vẫn như ngày nào. Cái đẳng cấp thì khỏi nói rồi. Nhưng cái phong độ chị với bản thân em là một trong những giọng nữ em yêu thích ở dòng nhạc mang hơi hướng dân ca. Và thực sự là cảm ơn chương trình hôm nay là em lại được nghe chị hát lại một lần nữa.
người ta như người ta nói là như là nhai nút đĩa luôn, rất hay. Cảm ơn bác rất là nhiều ạ. Chút xíu vô trong thì mời em cà phê nha. Cảm ơn. Một lần nữa cảm ơn những chia sẻ của các khách mời để dành cho tiết mục của Hữu Phạm và chị Vân Khánh. Và thưa quý vị, những phần hấp dẫn vẫn còn ở phía trước. Bây giờ thì quý vị hãy cùng Khánh giải lao trong ít phút trước đã. Chào mừng quý vị đang quay trở lại với Song Ca Giấu Mặt. Bây giờ Khánh mời chị Vân Khánh sẽ lựa chọn nghệ sĩ tiếp theo lên sân khấu biểu diễn. Bây giờ sao ta? Nhìn gì nhìn, mới hát nữ rồi giờ nam đi. Ủa biết đâu được, mình cũng làm lại cho dạ. Lạ đúng không? Nữ đúng nữ rồi. Bình thường mà. Đâu có cái nguyên tắc nào nguyên nữ tắc xong là phải nguyên tới tắc nam đâu ạ. À. Mặc dù là bạn thân nhưng mà mình cũng phải cho nó công tâm một chút. Bạn thân chắc có bền lâu. À, bạn thân thân ai nấy lo. Thế vậy chứ xin mời anh Long. Dạ anh Kim Tử Long. Cảm ơn em. Dạ anh đã mang tới bài gì ạ? Hôm nay thì anh sẽ mang đến hai bài, một là lời cuối cho tình yêu. Anh có một cái kỷ niệm rất lớn với cái bài hát này. Và bài hát thứ hai đó là bài Trở Về Cát Bụi. Oh. Anh sẽ hát bài nào trước ạ? Không lẽ giờ vô Trở Về Cát Bụi liền sao? Cho nó tươi tắn xuống đi. Vậy thì lời cuối cho tình yêu trước. Lời cuối cho tình yêu cho nó vui. Bây giờ là 10 giây để anh quyết định. Thời gian của anh Kim Tử Long bắt đầu. Anh đã chọn căn phòng số 7. Chúng ta sẽ đến với lời cuối cho tình yêu cùng nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long và người chơi trong căn phòng số 7. Wow. Wow. Ta chia tay nhau còn chi nữa. Giờ thôi cho nên tiếc vấn vương. Quên đi duyên xưa, từ ly ta cho nhau lời cuối. Người hỡi anh phải quên em sao? Hình bóng thân ái không nhạt nhòa. Làm sao, làm sao anh làm quên. Ngồi chờ ba chịu ra. Giận gì mà giận dai dữ vậy trời. Chịu ra rồi. Em anh ngồi đây chờ 3 ngày rồi. Dễ thương. Em ơi. Em đừng có giận anh chị mà. Tại hôm qua anh đi trễ. Tình này rồi mờ dần theo tháng năm thời gian. Anh ơi ngày xưa em đã nói nếu ta chia tay nhau chẳng vẫn vương, chẳng buồn lệ sẽ không ướt mi. Em ơi lòng anh đang chơi vơi tiếc thương xuyên bấy lâu. Làm sao anh quên em kỷ niệm xưa nay ta cùng yêu thương đắm đuối bên nhau. Xin một lần mình nhìn nhau trong phút giây. Một lần thôi nói tiếng yêu. Lần cuối trở nên âm thầm lặng quên. Ta chia tay nhau còn chi nữa. Giờ cuối cho lên tiếng vẫn vương. Quên đi duyên xưa từ ly ta trao nhau. Làm sao anh làm quên. Yeah! Em ơi đừng giận anh nữa nha. Chia tay xa nhau từ đây chấm dứt không quên nhau trong qua mâu cuộc tình. Tình này rồi mờ dần theo tháng năm thời gian.
chơi vơi tiếc thương duyên bấy lâu. Làm sao anh quên em kỷ niệm duyên hai ta cùng yêu thương đắm đuối bên nhau. Xin một lần mình nhìn nhau trong phút giây, một lần cuối nói tiếng yêu. Lần cuối trở nên âm thầm lặng quay. Ta chia tay nhau còn chi nữa, giờ cuối cho lên tiếng vấn vương. Quên đi duyên xưa từ ly ta trao nhau lời cuối. Người ơi anh phải quên em sao? Hình bóng thân ấy không nhạt nhòa. Làm sao? Làm sao anh lãng quên? Ta chia tay nhau còn chi nữa, giờ cuối cho lên tiếng vấn vương. Quên đi duyên xưa từ ly ta trao nhau lời cuối. Người ơi anh phải quên em sao? Hình bóng thân ấy không nhạt nhòa. Làm sao? Làm sao? Còn chiếc này chiếc thiệt nè. Em I love you. Bây giờ là thời gian để cho quý vị khán giả tại trường quay bình chọn cho tiếng hát của cô gái này. 10 giây của quý vị bắt đầu. Cảm ơn quý vị khán giả tại trường quay rất nhiều và hãy cùng Khanh làm quen với cô gái này trước đã. Xin chào bạn. Dạ, lời nói đầu tiên cho dịp phép Giáng Tâm xin kính gửi đến ca sĩ khách mời cùng với khán giả tại trường quay cũng như khán giả đang đón xem trên TV ạ. Xin chào Giáng Tâm. Bây giờ chúng ta sẽ nghe các khách mời chia sẻ về tiết mục thú vị này. Cái tên Giáng Tâm cũng đẹp nữa. Khi mà em bước xuống em hát á, thật sự ra là chị cũng hơi lo cho em bởi vì anh Long là một nghệ sĩ coi như có chiêu trò dễ làm cho nghệ sĩ khác phân tâm khi hát. Mà em đã từ trên xuống là em đã làm cho mọi người ngạc nhiên, là em chơi đòn phản ngược lại với anh Long, là điểm đó là thấy em là nhập vô bài hát rồi đó. Rồi khi em xuống em cất lên cái giọng hát của em, cái bài hát này, thật sự ra bài hát này rất rất hợp với giọng của em luôn. Bởi vì cái chất giọng của em nó cao á, cách diễn xuất của em với anh Long rất là hòa hợp. Mặc dù anh Long ảnh quậy quá nhưng mà em vẫn giữ bình tĩnh, em không cười. Em diễn cho hết bài hát là quá hay rồi. Chúc mừng em. Cảm ơn chị. Em sẽ cảm ơn. May quá, Giáng Tâm không có phân tâm à. Giáng Tâm, Giáng Tâm mà không phân tâm. Anh Hoàng Bách, anh nghĩ gì? Anh Kim Tử Long vẫn cho thấy mình là một người gạo cội và có một cái đẳng cấp chọn người hát chung với mình rất là chuẩn mực. Em nói anh là bái phục. Cái bài này nói chung là sinh ra dành cho hai người. Trời, nói thiệt là dễ thương quá đi. Mặc dù là anh Long anh quậy quá nhưng mà thực sự là tâm tĩnh lắm luôn á chị. Phải bái phục em. Em diễn như không diễn vậy đó. Trời ơi, chị Tha lúc đầu chị còn sợ là em có vấn đề gì, em có lộn không vậy? Sao diễn bé này diễn tĩnh quá vậy? Rõ ràng là như vậy luôn á, coi như là quá hay. Và đặc biệt là chị thích cái giọng của cô này, cô nhã chữ á, rất là lạ. Và chúc mừng em đã làm rất tốt. Em xin cảm ơn chị rất là nhiều ạ. Cảm ơn chia sẻ của các khách mời ạ. Thưa quý vị, bây giờ thì khách mời quý vị chúng ta sẽ đến với vài phút giải lao trước khi quay trở lại chương trình. Chào mừng quý vị quay trở lại với Song Ca Giấu Mặt. Và để tiếp tục chương trình thì khách mời Kim Tử Long lựa chọn nghệ sĩ tiếp theo. Người nghệ sĩ tiếp theo Ngọc Liên. Em biết mà. Bây giờ đến phần biểu diễn của ca sĩ Ngọc Liên. Chị đã chuẩn bị hai bài hát gì ạ? Ngọc Liên đến với hai bài hát. Một bài là Một Ngày Mùa Đông. Và bài thứ hai là bài Hẹn Yêu. Chị Ngọc Liên sẽ hát bài nào trước ạ? Một Ngày Mùa Đông. Bây giờ chị cũng sẽ có 10 giây để suy nghĩ và đưa ra quyết định. Xin mời. Xin
mời chị. Căn phòng số 3. Bây giờ sẽ là một ngày mùa đông cùng với ca sĩ Ngọc Liên và người chơi trong căn phòng số 3. Như thầm nói em mãi yêu anh.
Và bây giờ sẽ là thời gian bình chọn của quý vị khán giả tại trường quay dành cho tiếng hát của cô gái này. 10 giây của quý vị bắt đầu. Cảm ơn quý vị khán giả rất nhiều ạ. Và hãy cùng Khanh làm quen với cô gái này nhé. Xin chào bạn. Dạ em chào anh ạ. Em chào 4 vị khách mời ạ. Và toàn thể quý vị đang có mặt tại trường quay cũng như là toàn thể quý vị đang xem chương trình tại màn ảnh nhỏ. Em tên là Phương Diễm Huyền. Xin chào Phương Diễm Huyền. Thật sự cái giọng bạn rất là hay quý vị, bởi vì cái giọng nó ấm, nó trầm mà vừa đẹp nữa chứ. Dạ. Đó thì chị chúc mừng em có bài biểu diễn tốt ngày hôm nay. Cảm ơn chia sẻ của chị Ngọc Liên. Bây giờ chúng ta sẽ nghe chia sẻ của các khách mời ạ. Đầu tiên là xin chúc mừng bạn và chị Ngọc Liên đã có phần trình diễn ăn ý với nhau. Phải nói là em có cái bản lĩnh sân khấu và thực sự là em tỏa sáng với cái bài hát này. Từ trang phục, từ ngoại hình cho đến cái chất giọng và cái phong cách của bản thân em. Nghĩ là em đã thể hiện được rất là tròn trịa cái phần của mình. Em phải cảm ơn chị Ngọc Liên rất là nhiều, bởi vì chị Ngọc Liên hát bè rất là chuẩn. Hỗ trợ em rất là nhiều. Chúc mừng hai chị em một phần trình diễn đẹp. Cảm ơn Bách rất nhiều. Cảm ơn Hoàng Bách ạ. Đặc biệt chị thích cái giọng mà hát của em á, nó có một cái sự khắc khoải, rất là có nội tâm. Phải nói thực sự là như thế. Ngoài chị Liên là một cái sự bùng cháy đúng với cái chất của chị Liên ra rồi, thì em cất cái giọng em hát lên nó hay lắm. Nó có là một cái tem giọng hoàn toàn khác, nhưng mà lại cũng rất là phù hợp với cái thể loại nhạc này. Đặc biệt là cái đoạn sau nữa, cao trào lên điệp khúc thì chị Liên đã hỗ trợ em tối đa. Và chúc mừng cho em đã hoàn thành tốt cái phần biểu diễn của mình. Cảm ơn chị Vân Khánh à. Bây giờ chúng ta sẽ nghe những lời nói khích lệ động viên của anh Kim Tử Long dành cho một cô gái rất áo xinh đẹp. Áo đỏ kìa anh, áo đỏ. Áo đỏ anh. Nếu mà bên tài tử thì người ta gọi là đây là một cái giọng thổ pha kim. Nghe nó rất đặc biệt. Anh chúc mừng em, hy vọng em rằng em hãy theo cái dòng nhạc này, nó sẽ tỏa sáng cho em. Cảm ơn các khách mời còn lại. Bây giờ khách mời quý vị, chúng ta sẽ giải lao trong ít phút trước khi tiếp tục chương trình quý vị nhé. Quý vị đang quay trở lại với Song Ca Giấu Mặt. Bây giờ anh Hoàng Bách sẽ cho chúng ta biết hai ca khúc mà anh ấy mang đến. Bài đầu tiên là bài của một cô gái rất là xinh đẹp sáng tác, là Chót yêu. Dạ. Yeah. Bài thứ hai là Anh ơi ở lại. Wow. Anh sẽ hát bài nào trước ạ? Chúng ta sẽ hát Chót yêu trước nha các bạn. Chót yêu. À. Đây là bài hát đầu tiên của anh Hoàng Bách. Anh có 10 giây để suy nghĩ và lựa chọn căn phòng. Thời gian của anh Hoàng Bách bắt đầu. Căn phòng số 4. Thưa quý vị, bây giờ người chơi trong căn phòng số 4 sẽ song ca với ca sĩ Hoàng Bách ca khúc Chót yêu. Con tim này đừng ngóng trông hao gầy, hãy đến bên anh đi để cho tình tròn vẹn chúng ta, vì nơi con tim này luôn có tình yêu sâu kín cùng thương nhớ cho em. Người nói thương anh đi, người nói yêu anh đi, để cho con tim này đừng ngóng trong hao gầy, hãy đến bên anh đi để cho tình tròn vẹn chúng ta, vì nơi con tim này luôn có tình yêu dấu kín cùng thương nhớ cho em.
chạm tay anh rồi. Vì anh đang mơ rất dịu dàng, có chút tan vỡ chạm môi anh rồi. Vì em yêu chỉ yêu mùa ghé thôi, có chút thương nhớ làn môi nhẹ nhàng khi em yên say trong giấc. Và có chút yêu dấu chỉ là mơ mộng thôi, vì anh luôn mong được có em. Người nói yêu anh đi, người nói thương anh đi, để cho con tim này hãy đến bên anh đi, để cho tình trọn vẹn chúng ta, vì nơi con tim này luôn có. Người nói yêu anh đi, người nói thương anh đi, để cho con tim này đừng ngóng trông hao gầy. Con tim này luôn có tình yêu dấu kín cùng thương nhớ cho em. Người nói thương anh đi, nói thương anh đi, để cho con tim này đừng ngóng trông hao gầy. Hãy đến bên anh đi, và để cho tình trọn vẹn chúng ta, vì nơi con tim này luôn có tình yêu dấu kín cùng thương nhớ cho em. Có chút thương nhớ, có chút thương, có chút bối rối, có chút bối rối, có chút yêu dấu tình ai. Người hãy đến bên anh này, nói yêu mình anh tôi, để cho lòng anh thân mến. Bây giờ là thời gian để cho quý vị khán giả tại trường quay bình chọn cho tiếng hát của chàng trai này. Chúng ta sẽ có 10 giây, nếu như chọn thì nhấn phím A, không chọn thì nhấn phím B. Thời gian bắt đầu. Cảm ơn quý vị khán giả rất nhiều ạ. Và cùng Khanh làm quen với chàng trai này nhé. Xin chào bạn. Dạ, là nói đầu tiên cho em gửi lời chào đến bốn vị khách mời, các khán giả tại trường quay và cũng như các khán giả đang xem trên đài truyền hình ạ. Dạ, em tên là anh Tuấn ạ. Dạ, hiện đang là ca sĩ tự do ạ. Xin chào anh Tuấn. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe ba khách mời chia sẻ về tiết mục Trót Yêu này. Chị Ngọc Liên. Thật sự bước ra sân khấu là chị thấy em là chắc chắn là sẽ hợp với Bách. Đúng là Bách đã hỗ trợ cho em cái phần trình diễn này rất nhiều. Em nên cảm ơn Bách đi. Em hát một cách coi như là hết mình của mình. Và bè qua bè lại nữa, mà nhờ cái sự bè của Bách quá hay luôn. Cho nên cái bài hát này làm hai giọng của anh em, hai anh em là hòa quyện với nhau để có một tiết mục thật là hay. Cảm ơn chia sẻ của chị Ngọc Liên. Em muốn nghe chia sẻ của anh Kim Tử Long và chị Vân Khánh. Bài Trót Yêu, giai điệu nó quá hay rồi, rồi cộng hai cái giọng hát quá tuyệt vời nữa, thì nó bùng nổ ra. Tuyệt vời, chúc mừng. Chị Vân Khánh ơi, chị thôi, nghĩ gì? Ý này cộng lại như trên đi. Dạ, cảm ơn chia sẻ của các khách mời rất nhiều và chúc mừng cho Dương Anh Tuấn. Bạn đã hoàn thành tiết mục của mình và chúng tôi hy vọng rằng phần trăm bình chọn của khán giả dành cho bạn cũng sẽ thật là cao. Thưa quý vị, như vậy là bốn tiết mục song ca đầu tiên đã diễn ra và tính cho đến thời điểm này có một người chơi nhận được 93%. Wow. Là phần bình chọn của khán giả tại trường quay. Con số này là một con số rất hứa hẹn nhưng nó chưa chắc là con số cao nhất, và chúng ta sẽ cùng chờ đợi những điều hấp dẫn bất ngờ vào tuần sau quý vị nhé. Chương trình Song ca giấu mặt đến đây là kết thúc.
Xin phép hẹn gặp lại quý vị vào tuần sau lúc 21 giờ thứ bảy trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1 và phát lại vào 13 giờ ngày hôm sau trên kênh truyền hình Vĩnh Long 2. Song ca giấu mặt do Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Long phối hợp với công ty Mega GS thực hiện. Xin chào tạm biệt quý vị tại đây. Hẹn gặp lại. Hãy đón xem tập 22 Song ca giấu mặt được phát sóng vào lúc 21 giờ tối thứ bảy ngày 30 tháng 9 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1 và phát lại vào lúc 13 giờ ngày hôm sau trên kênh truyền hình Vĩnh Long 2.